Phật tử giữa lông mày của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây Quang Minh Pháp Giới, dùng hoa mani báu để trang nghiêm phóng đại quang minh, đủ các màu sắc báu như mặt trời, mặt trăng thanh tịnh thấu suốt, quang minh đó chiếu khắp mười phương cõi nước, trong đó hiển hiện tất cả thân Phật, lại vang ra diệu âm tuyên dương biển pháp, đó là 33. Mắt của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây Tự Tại Thế Khắp, dùng các báu đẹp để trang nghiêm, quang minh mani báu thanh tịnh sáng suốt thấy khắp tất cả, đều không chướng ngại, đó là 34. Mũi của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây Tất Cả Thần Thông Trí Huệ, dùng báu đẹp thanh tịnh để trang nghiêm, các ánh sáng màu sắc báu che phủ phía trên, trong đó hiện ra vô lượng hóa Phật ngồi trên hoa sen báu đi đến các thế giới, vì tất cả Bồ Tát, tất cả chúng sinh mà diễn nói các biển Phật Pháp không thể nghĩ bàn, đó là 35. Lưỡi của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây Thị Hiện Âm Thanh Hình Bóng, dùng các màu sắc báu đẹp để trang nghiêm, do căn lành đời trước mà thành tựu. Lưỡi Phật rộng dài che trùm khắp tất cả các biển thế giới. Khi Như Lai vui vẻ mỉm cười thì sẽ phóng ra quang minh mani báu. Quang minh đó chiếu khắp mười phương pháp giới, hay khiến cho tất cả tâm được mát mẻ. Chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại đều hiển hiện sáng rỡ ở trong quang minh, khắp tất cả cõi đều diễn nói âm thanh vi diệu rộng lớn trụ vô lượng kiếp, đó là 36. Lưỡi của Như Lai lại có tướng đại nhân tên là Mây Pháp Giới, bằng phẳng dùng các báu để trang nghiêm, phóng ra quang minh báu đẹp, sắc tướng viên mãn như quang minh phóng ra ở giữa lông mày. Quang minh đó chiếu khắp tất cả cõi Phật, chỉ có bụi thành tựu, không có tự tánh. Trong quang minh lại hiện ra vô lượng chư Phật, đều vang ra diệu âm nói tất cả pháp, đó là 37. Đầu lưỡi của Như Lai lại có tướng đại nhân tên là Mây Quang Minh Chiếu Pháp Giới, dùng như ý bảo vương để trang nghiêm, tự nhiên luôn tỏa ra sắc vàng bảo diệm, trong đó ảnh hiện tất cả biển Phật, lại phát ra diệu âm đầy khắp tất cả vô biên thế giới, trong mỗi âm thanh đủ tất cả âm thanh đều diễn nói diệu pháp. Người nghe được tâm vui mừng, trải qua vô lượng kiếp nghiền ngẫm không quên, đó là 38. Đầu lưỡi của Như Lai có tướng đại nhân, tên là Mây Chiếu Sáng Pháp Giới, dùng mani bảo vương để nghiêm sức. Quang minh diễn các sắc tướng vi diệu đầy khắp mười phương vô lượng cõi nước, tận cùng pháp giới đều thanh tịnh, trong đó đều có vô lượng chư Phật và các Bồ Tát, đều vang ra diệu âm khai thị đủ thứ pháp, tất cả Bồ Tát hiện tiền lắng nghe thọ nhận, đó là 39. Hàm trên trong miệng của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây Thị Hiện Pháp Giới không nghĩ bàn, dùng nhân đà la báu, tỳ lưu ly báu để trang nghiêm, tỏa ra mây quang minh hương đăng diệm thanh tịnh, đầy khắp mười phương tất cả pháp giới, thị hiện đủ thứ thần thông phương tiện, khắp tất cả biển thế giới, khai thị diễn nói pháp thâm sâu không nghĩ bàn, đó là 40.